thách ông chủ người Nhật Bản chơi trò hot tại Việt Nam. Một tay bịt mắt đi khoảng 3 mét rồi tay còn lại búng cái nắp chai. Lần đầu không được nên ổng làm lại lần hai. Ổng bảo người Việt Nam mày ra lắm trò thật đấy. Lần này ổng quyết búng trúng cái nắp, không tin trò này khó vậy. Thôi rồi lại bắn trượt nữa rồi.